Thưa quý vị, theo quy hoạch, bãi rác Khánh Sơn, nơi chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng, dự kiến phải đến năm 2021 mới đầy và đóng cửa. Tuy nhiên, do phát triển quá nhanh, quá nóng, lượng rác sinh hoạt ở Đà Nẵng tăng cao đột biến trong những năm gần đây và đã phá vỡ quy hoạch của bãi rác này. Hộc rác số 1, 2 và 3, tất cả đã đầy. Đây là tình trạng hiện nay của bãi rác Khánh Sơn. Bãi xử lý hơn 90% rác thải sinh hoạt và cũng là bãi xử lý rác duy nhất của thành phố Đà Nẵng. Bãi rác Khánh Sơn có diện tích gần 14 hectare, với tổng 5 hộc xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Theo dự kiến, phải đến năm 2021, những hộc rác này mới đầy. Tuy nhiên, việc lượng rác thải tăng đột biến từ 600 lên đến 1.100 tấn một ngày một đêm, chỉ trong vòng 3 năm qua, đã khiến bãi rác Khánh Sơn quá tải. Trong khi đó, hiện toàn thành phố chưa có bãi rác thay thế hay bất cứ dự án xử lý rác thải nào được triển khai, khiến đô thị này đang đứng trước nguy cơ tồn đọng rác thải cực lớn.